Rồi, mấy anh em cho xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Xin chào cả nhà buổi chiều nha. Chúc cả nhà xem video của mấy anh em vui vẻ và hạnh phúc cả nhà. Xem video nhớ cho mấy anh em xin một lượt đăng ký cũng như một like cả nhà. Thì buổi chiều hôm nay giờ này là cũng 5 giờ chiều cả nhà. Mấy anh em đang có mặt trong đồng. Thì hôm qua có một trận mưa đó cả nhà. Hôm qua có một trận mưa, mấy anh em hôm cũng đã làm được một cái clip ếch cũng khá là nhiều ếch luôn cả nhà. Bữa nay thì mấy anh em đã tăng cường theo bà cửa ngục đó cả nhà, với bộ lò nè, lấy bộ lò với bình, mấy anh em sẽ đi túc ếch cả nhà, thêm một lấy gặp bên anh Đồng, lấy thêm một mớ gặp chuột đó cả nhà, thấy chuột quá trời chuột luôn, mấy anh em lấy gặp mấy anh em đi đặt tiếp một mớ chuột luôn cả nhà. Thì cả nhà tối đêm nay mấy anh em sẽ đặt cái cửa ngục này, mấy anh em sẽ bố trí cái góc ở trên đó cả nhà, tại vì hồi đêm hôm á ở trên đó ếch kêu dữ lắm kêu luôn. Đó thì còn cái mà bẫy chuột á thì mấy anh em sẽ đặt theo cái đường ruộng này nè cả nhà, tại vì đêm hôm cũng quá trời thấy chuột nó chạy lư hết trơn á, mấy anh em sẽ bố trí mấy cái gặp theo mấy cái đường ruộng này nè cả nhà. Thì tối nay mấy anh em sẽ đóng đô cái trại này cả nhà, cái trại này của mấy anh em người ta cắt trại để người ta làm lúa đó cả nhà. Đêm hôm mà hai anh em chiến cái khu vực này thì cũng được có 6 ký ếch đó cả nhà. Còn giờ đi chưa cho anh Đậu? Đi cũng chiều tối rồi để em thấy đường á. Bây giờ cũng tối rồi cả nhà, giờ mấy anh em sẽ xuất phát đi đi Đậu rồi, anh Hai. Giờ mình đi đặt chuột trước phải không? Bây giờ mấy anh em chân anh Hai, anh Đậu đó cả nhà, sẽ đi bẫy chuột. Đặt 50 cái bẫy chuột theo mấy cái đường mòn của chuột đó cả nhà. Đưa đi nè. Hôm hôm thì cái miếng đất bên này chưa có sớ anh Hai. Nó chạy quá trời luôn, bữa nay sớ không biết sao luôn nè. Hôm hôm này chạy. Đêm hôm cả nhà, đêm hôm cái khu vực này nè cả nhà, trời ơi đèn bắt ếch quá trời quá đất luôn. Hì hì con người ta đó anh Đậu, coi coi anh Đậu biết đặt chuột không đó nghe. Khí đó đâu có chạy. Không có gốc dạ, nó dễ đặt hơn, không có gốc dạ. Buổi chiều cánh đồng này, cánh đồng này nhà để quay một vòng cánh đồng này cả nhà mình xem nha cả nhà. Cánh đồng này là cánh đồng thuộc xã Quốc Thái cả nhà ơi. Cánh đồng này thì vụ 2 bỏ cả nhà. Ta bỏ một vụ á. Rồi màn vụ này là vụ cuối á. Tại vì hôm hôm chuột chạy quá trời luôn mà sới đất một cái là mình thua luôn nè. Sới đất rồi cái nó mới được đặt. Mồm quá trời quá đất luôn. Giờ sới đất một cái không thấy đường luôn. Vậy nó cũng chạy được đó ha. Rồi thì nãy giờ mấy anh em chơi đó cả nhà cũng đã đặt xong 50 cái cặp chuột rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ đi bố trí cái đường túc ếch cả nhà ơi. Rồi mấy anh em sẽ bố trí lo dưới cửa ngục đây cả nhà. Mình sẽ túc vòng vòng khu vực này nè. Đó mình bắt những con ếch ở dưới cái thềm đường nước nè, những cái gọc đìa dưới đây này cả nhà. Ở dưới cái cánh bên đây, vòng vòng cánh bên đây nó qua nè, đêm hôm bên đây nó kêu dữ lắm kêu luôn. Đừng. Không, anh đặt cái vòng tròn vậy nè. Vòng tròn. Xây vòng tròn luôn hả? Ừ. Đó, bố trí. Coi cái cửa ngục có cái chỗ nó lủng cái gì đó. Này, cái nào quay xuống. Ha ha ha.
vậy nè, thúc ếch ếch nó kéo lại thì nó đậu hơn. Ôi ôi ngồi hết bự luôn. Ôi cái mà gọi hết cái mà. Ừ. Ôi, con ếch nè. Gọi đèn qua bên nghe đậu. Ồ, con ếch này nghe nha. Bắt cái đậu rồi, bắt. À. Nè, bỏ yên luôn. Ếch này bỏ yên luôn cả nhà ơi. Mấy anh em ngồi trong cái chạy đó cả nhà, đang đợi tí xíu mấy anh em mới đi bắt ếch, tại vì mấy anh em túc cái máy túc bên đây nè. Mà lấy đèn gọi chơi gặp được ếch. Lấy đèn chơi gọi được ếch nè. Ít cái luôn chứ. Cái. Đó. Đó, đó. Nghe tiếng túc máy mình gì nè phải không? Lên. Gọi đèn chơi rồi thấy ếch bắt luôn cả nhà, chứ chưa tới giờ mấy anh em đi nữa. Mấy anh em đang ngồi trong trại. Nhái đây. Ếch được cái gì không ơi? Được. Bắt luôn đây nè. Vô bể luôn đậu ơi, ít đực giật khẽ à. Dạ, ê muối ơi ngon ơi trời. Con cái cũng đực. Dạ đừng cặp rồi. Ngồi trong chòi. Anh em ngồi trong cái chòi đây nè nha. Rồi đèn khơ thấy luôn. Đâu à? Núp ở đâu rồi? Ừ, hôi nó núp đây nè. Lụm đây. Núp hả mày? Đập đực, đập dòng khe. Bỏ vô đậu ơi. Rồi, mấy anh em đi một vòng, bắt một vòng ngay. Bắt vòng đi. Một vòng bắt trên... Bắt trên khô rồi. Ừ. Nằm trong đất thôi. Núp cái đầu bắt đầu rồi. Cái. Kim kêu quá đó. Nên đầu này cái bị bự quá bự. Đó, nó kêu, ở trên kêu, mới kêu. Giờ này còn sớm. Giờ mấy anh em chơi sẽ đi thăm một dòng chuột cả nhà. Sau đó về mấy anh em sẽ nấu nướng vàng cả nhà. Ếch bây giờ nãy giờ mấy anh em túc thì chắc bữa nay thắt cái cả nhà. Đi thăm giờ đi nãy giờ mấy anh em đi nãy giờ một vòng mà được có một con hai con. Con chuột cả nhà, quá con chuột chẳng éo trời. Cái này hồi chiều anh Đậu với anh Hai đi đập được mới nữa nè. Bắt mới. Đập rồi bắt. Có chết không? Đập mạnh chứ. Đập cái nhà chuột nó chạy theo cái bờ nè. Đậu đập với anh Hai đập. Cái cây thôi. Chuột cũng im lắm chứ. Nãy túc sùm. Có không hả? Có không? Đâu? Nó xuống rồi. Đây. Nó lên. Đây. Cái chơi lên lúa. Rồi xuống luôn. Mát lên.
Cái lỗ gì mà lậu lên đường hết ta? Lỗ gì mà lậu lên đường hay vậy? Coi coi có cá bự bự lên đây bắt luôn. Nói chung rồi đây. Ủa, con chuột cống con cống cống hả? Cống cống con bắt luôn. Mấy ký hồi nào nặng nặng nữa đó. Mấy à? Con ở đâu? Quay em. Con đâu? Đâu 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 đâu. Trời ơi, để tới sáng biết sao. Gì à? Cũng chung. Đó, quá êm luôn. Đi, tới nha. Đang chung. Này, chảy nước này nó lên. Sao vậy hai? Con thương mày lớn. Đây, gan chung cũng ngon quá ha. Chút nướng luôn. Ủa, ớt chứ. Giờ này ớt chiêu rồi. Rồi cả nhà, thì sớm giờ mấy anh em cũng được một mới ớt này cả nhà. Cái này tầm ký lô cũng được không đâu? Anh hai anh Đậu. Ký lô rồi. Bữa nay anh Đậu đem cái vỏ bò to quá vậy đó. Thì chuột mà mấy anh em cũng đặt bẫy đó cả nhà. Với anh hai với anh Đậu cũng đi theo bờ ruộng á, bắt á cũng được mới. Giờ mấy anh em sẽ làm một mớ cả nhà. Làm chuột á về nè. Làm mớ chuột mớ ớt luôn. Mớ chuột mớ ớt hả? Ừ. Nấu cháo hả? Ừ. Ừ, làm mớ chuột á. Còn sống mà. Rồi nha, giờ mấy anh em sẽ bắt đầu cháo lên ăn cả nhà. Cũng khuya rồi. Thì giờ này là 0 giờ hay gì? 0 giờ. Đậu thì đang làm núm á nha. Núm á cả nhà, hồi chiều thì mấy anh em đi cũng có mua một mớ núm đem theo với rau găm. Còn đây là cái sản phẩm của mấy anh em nè. Ớt với chuột, chuột quá ngon cả nhà, chuột mỡ nè. Chuột mỡ ghê thiệt luôn. Rồi nó mở trắng tươi luôn. Đó thì trứng không. Anh em làm nồi cháo ăn giấc khuya này cả nhà. Rồi ở đây đợi tầm 2 giờ 3 giờ anh em sẽ đi bắt ếch vòng nữa cả nhà. Không bắt là mân lỗ luôn. Răm rồi cái đi với chuột. Chuột mỡ ngon. Ngon hơn thịt gà. Mà chuột mỡ mới được. Chuột mỡ nấu cháo mới ngon chứ chuột. Không mỡ nấu cháo là nó ngon. Chiều mấy anh em đi cũng có đem mớ rau theo với hành đó cả nhà. Ớt đó. Này mới nấm đó. Nấm đó. Em theo tại khuya nấu nồi cháo tẩm bổ. Khi phía nấu ăn cho nó có sức dẫn lội chứ bắt ếch nữa. Khi nó cũng đói bụng á cả nhà, thức khuya đói bụng.
mấy anh em ăn xong mấy anh em ra lội điền vòng đi kiếm ếch. Mấy anh em ở đây tấp nay thì mấy anh em có ngủ đây cả nhà, không có đem mùng mền gì theo hết trơn luôn. Mấy anh em mua dăng mũi đây nè, đốt nè cả nhà. Mà đi bắt ếch sáng đêm cũng không có ngủ nghe đâu cả nhà, chỉ về đây nằm ngã lưng tí xíu. Ếch đi chuột cho luôn cả nhà ơi. Lên đậu ơi. Trời ơi, ó. Chuột mở để vô đây nó đã hay sao đâu. Quá êm luôn. Một đầu cháo ứ thử vô. Quá thú một cháo luôn. Mình ăn cháo này mình đi thêm một tăng nữa là tới sáng luôn. Trời. Trời thật không chụp cái mỏi mà. Ông bà ông. Mỏi rất hồn. Đó. Thơm ghê ta. Thơm, cực kỳ thơm luôn. Mấy cái giá dưới dưới này coi nhậu. Thịt gà giờ không đổi luôn á. Thịt cũng ớt nè. Ồ, kiến công luôn. Ôi, ôi, quá ngon. Đây, con chuột nữa. Ui, ớt. Ôi, chuột nó mở này cả nhà ơi. Quá mở. Ôi mà cái tinh ngon à. Đi vô không? Rồi, giờ mấy anh em chơi xin mời cả nhà ăn cháo cả nhà. Mời cả nhà lên hai với đậu. Mời cả nhà ăn cháo chuột nha. Xin mời cả nhà ăn cháo cả nhà ơi. Nay nấu cái chuột ăn bữa cả nhà. Cái chuột quá mỡ rồi nhà ơi. Ăn chuột ơi. Mỡ nè. Nguyên luôn nên đọc, nguyên luôn đi. Nguyên luôn hả? Rồi, nguyên luôn. Nguyên luôn. Thôi rồi, nguyên mỡ quá mỡ rồi nhà ơi. Quá mỡ luôn à. Cháu anh nhìn quá luôn. Ngon không? Ngon. Chơi vô cái ra nào, chơi vô chuột cái ra. Nóng hả? Nóng, trời. Mỡ, quá mỡ rồi. Quất cận vô dâm vô nữa. Thơm như thịt gà luôn. Mình cũng xin cô chuyện nữa nè. Chấm vô quất luôn. Thơm nó thơm. Mở nó chảy hết lên mép luôn. Đậu húp này gột gột ghê nào. Nóng. Gột gột nóng. Ngon. Mở chảy nước. Quá rồi. Béo. Béo không? Béo quá luôn. Xin mời cả nhà ăn cháo cả nhà. Cháo chuột nấm rơm. Đừng quá. Thơm. Nếu còn ăn nữa không? Nồi cháo ứ thử ăn cháo hết anh hai. Mình hết ra thăm để sáng cái mình ruộng đồ của mình ăn cái nữa mình ruộng đồ mình về.
vụn gặp vụn ba cái lợp ếch rồi rồi. Cái này mày nó ngon rồi cái này. Chơi đùm trứng nha. Ừ. Chơi đùm trứng đó coi. Ôi nhà cái đùm trứng ngon cả nha. Ăn vô con mắm một cái. Thái ăn chuột hơn rồi. Chuột thấy ngon quá. Ngon quá. Quá còn thái. À. Chuột mỡ. Ở này nè. Mỡ quá mỡ. Chấm nước mắm mà cá chuột cá đi thôi. Rồi cái mỡ. Ừ. Ừ. Xin mời cả nhà cái đùm ếch cả nhà. Ôi, nó béo quá này luôn thầy. Béo lắm rồi. Chờ miếng gâu gầm vô cái nha. Ngon không? Quá đã. Không quá hầm. Nghe là nó đói rồi. Chờ em. Giờ này nhái góc thì quá trời. Miếng mắm vô. Rồi. Rồi. Cái đùi rồi. Vô coi. Vô. Vô. Làm chuột đậu con chuột này nhiều quá nè anh đậu. Ăn ngon. Chuột còn nhặn mỡ đó cháu ăn ngon cực kỳ ngon luôn. Không có giấy cho miệng luôn không? Mỡ quá mỡ rồi. Béo không béo không? Đây kìa, đây em kiếm con chuột mỡ đây. Đây 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 đây. Ôi ôi. Ôi ôi cả nhà ơi. Chuột nó mỡ này cả nhà. Cái này mà chấm vô đây gì đó đó. Đậu rượu cái lưng nó lúc mỡ luôn nè. Cái lưng nó mỡ. Đó. Mỡ lòng thòng lòng thòng lòng thòng. Ngon ghê không? Mời cả nhà ăn chuột này cả nhà. Em kéo lên anh đậu ơi. Anh nêm mà cháu quá ngon. Công nhận chuột nó ngon cực kỳ ngon lên này. Ừ. Nó thịt gà không đổi mà. Mỡ ngon quá. Gà lỗi không đổi. Công nhận thật. Rồi nha. Bút chuồng miếng nữa cả nhà. Béo mềm. Ăn đậu hấp quá hấp rồi. Quá ngon. Rồi giờ mấy anh em chân sẽ đi một vòng kiếm vài con ếch nữa cả nhà ơi. Cái này sao sớm giờ mấy anh em đi không có thấy ếch gì hết trơn. Cái này tao thấy kỳ quá vậy này. Bây giờ bắt hết từ đêm rồi muốn hết ớt. Bắt hết từ đêm rồi ra hồi kia cậu. Vì cậu vừa được. Đi. Con trốn nè. Trốn cũng lạ nè. Nó không trốn nữa đó. Em rồi cả nhà. Trốn, trốn, trốn. Trốn hả? Trốn hả mày? Trốn hả mày? Nó giờ rồi trốn. Cái xong hả? Còn hả đâu? Đâu? Cặp hả? Ủa đây 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 đây. Cặp nó xíu hay gì ạ? Cặp. Ủa đực nó xíu xíu à. Nó trốn dữ. Đực nhỏ nhỏ thả nó nhà ơi. Thả đi. Nó cái rồi.
trốn con lạ đâu nè. Nó trốn này cả nhà. Đó. Chụp chụp đây. Đó. Trốn em. Trốn hả? À, đi luôn đi. Vàng kìa. Chụp. Hai em. Hôm nay lậu lúc với chiều chứ luôn. Ngày là 3 giờ rưỡi sáng rồi cả nhà. 4 giờ luôn. Vàng rác luôn. Chụp ở đâu rồi? Vàng nước. Vàng nước sao nó chạy luôn. Gọi giò con gì vậy? Con gì? Nhái gì? Đây nè. Cặp. Ôi, hốt hai con. Một cặp của cái nhà ơi. Quá im luôn. Quá xa rồi. Nó lội ha, thấy đèn nó lội không? Ừ. Thấy nó lội nè. Nữa hả? Thấy không? Nó nói xanh xanh đó. Xanh quá xanh rồi phải. Cái xanh nó ngoài quá nó phải. Ủa nó quá xa lại gần. Năm nè. Bỏ xa rồi. Nằm hả? Trốn hả em? Chưa đây. Bây giờ cũng được bộn rồi đâu. Ít cà phê, ít tù mà nó vô tới đây xa thích vô rồi. Dạ, quá xa rồi. Phải dễ ăn nó đâu chàng. Rồi đằng xa vô nặng, nó ăn không được nữa. Cả nhà giờ cũng trời sáng rồi cả nhà, thì hồi đêm hôm anh em cũng đi bắt được cũng ít cả nhà, tầm 4 giờ mấy rồi mấy anh em mệt quá đuối quá, mấy anh em về đây nghỉ ngã lưng tí xíu. Giờ trời sáng mấy anh em đi thăm chuột với lại thăm cây bẫy ớt rồi đẳng luôn cả nhà, đi anh Hà Nội thì thăm cái dàn túc ớt cái cửa ngục đó cả nhà. Rồi, có dính em nào hay không? Sáng nay gom gặp luôn. Dính được con. Cái này hôm qua nó chạy quá chạy, bữa nay chuột khó phóng với nó gì. Qua chuột quá chuột, hôm nay sới đất hết trơn nha, chuột đi hết trơn.
chuột cũng ít chạy nữa hả anh ơi? Ít. Mấy con? Chạy cá rô, nước nó bơm vô nó ngập, nó chạy cá rô luôn. Chạy rô luôn. Hôm hôm có cá chơi lên á. Yếu qua nó tản đi đâu chơi. Tản qua đó. Hết gặp chưa? Cái này ta hết cái gì đó. Như tới đây hết cái gì rồi? Kè, trước kè dính chuột luôn rồi. Dính chuột cống luôn. Cống nữa hả? Khi kìa chàng. Khi kìa. Ở khỉ ghê không? Chuột cống con. Thôi đảo lại thăm của ngục túc ếch rồi mấy anh em dọn đồ về. Sáng đã thả dịch rất là ác ác. Mà chuột cũng nhặn ngon, chuột mỡ dữ lắm mỡ. Thì bỏ chuột vô luôn đi nè. Đưa cái gọng xuống anh đâu. Cạn cá rô luôn. Cạn cá rô luôn hả? Chuột thắt, chuột thắt, chuột thắt. Cái gì cũng thắt. Chuột nó khì khì. Chuột cống nó khì khì ghê rồi. Đi, bên đây ấy đi, hai người đi kiếm sao? Bên này đâu anh? Đi thăm cái cửa ngục ếch cái đi rồi bắt một cái siêu kiếm. Tắt tiếng lo đi anh hai ơi. Coi coi có chạy em nào không? Được 2-3 em, 3-4 em. Trời ơi. Túc cái đêm mà được có ba không con à. Đó đó, ngược lên con kìa. Kìa kìa kìa, đó đó. Rồi. Nó có ai đâu? Thì 5 con. 5 con. 5 con hả? 5 con ở đâu á? Rồi, rồi rồi. Cái cũ này, cái bên này có không biết. Để coi coi. Đổ vô đi. Ừ, bên này thắt rồi. Có con vịt, có con ngỗng kia két ép rồi. Đêm trời mưa quá trời nó kêu luôn, mình đêm nay. Đằng này có con nào không? Đâu này nè, đâu này nè. Ở đây. Một em, hai em. Mấy em, hai em hả? Hai em. Chạy cá luôn cái gì kìa. Chạy con lương. Có con lương nữa cái gì kìa. Cá rô với ốc. Đây nè. Cá rô với ốc. Chút con.
cục quá cứng, ba mối luôn, sợ nó vô nhiều quá sợ nó chảy à. Bắt đầu đằng kia đây. Đó, nó gà nó sống. Có con nào không? Không có em nào hết luôn. Thôi, cuốn thầu luôn nè. Cột lên đây nào cuốn hay chưa? Chắc được 2 ký, 2 ký mấy, 2 ký. Rồi cả nhà, sáng hôm mình đêm hôm thì vừa thúc ếch vừa đặt bẫy chuột luôn cả nhà, thì cũng được một mớ này cả nhà. Chuột thì chắc cũng được 20 ký gì, ếch thì chắc cũng được cũng 20 ký gì cả nhà. Rồi video của mấy anh em cũng đến đây xin tạm dừng cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha. Còn bây giờ xin chào cả nhà luôn nha. Xin chào cả nhà ơi.